Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi là kết thúc năm 2023 âm lịch. Và chúng ta sẽ bước vào năm mới, năm 2024 và bước vào năm mới. Thì tất cả chúng ta đều mong ước những điều tốt đẹp, những điều mới mẻ. Và con xin được khẳng định với xác tín với tất cả quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chỉ có Chúa là điều mới mẻ, chỉ trong Chúa. Chúng ta mới thật sự là mới mẻ. Mới mẻ của chúng ta đó là được biến đổi trở thành con cái của Chúa, con cái của nước trời. Còn tất cả những cái mới mẻ của trần gian này, ví dụ như chúng ta đi ra đường phố thấy hoa, thấy cờ, thấy trang trí chỗ này chỗ khác thì chỉ là những cái mới mẻ ở bên ngoài thôi. Điều mà chúng ta khao khát trong năm mới này là xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn của chúng ta, linh hồn của chúng ta được nên mới mẻ, trở thành con cái của Chúa, con cái của nước trời. Vậy thì để chúng ta được biến đổi, để chúng ta được trở nên con cái của nước trời thì điều trước tiên là chúng ta phải lắng nghe lời Chúa. Giờ đây kính mời quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em cùng lắng nghe tin mừng sáng mùng 1 Tết. Sáng ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng sáng mùng 1 Tết, ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 2. Mùng 1 âm lịch. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai đã quăng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa mới lắng nghe tin mừng sáng mùng 1 Tết, xin cho chúng ta ghi nhớ và lời Chúa sẽ soi đường chỉ lối cho chúng ta đón nhận được những điều mới mẻ đích thật cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng trước khi bước vào bài chia sẻ thì con xin được gửi đến quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, cách riêng các bệnh nhân, lời cầu chúc đầu năm mới tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa. Chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng. Xin được chúc mừng đến tất cả quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Với cá nhân con thì lời cầu chúc trước tiên vẫn là lời cầu nguyện. Con đã hứa với quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em là con sẽ dâng lễ và cầu nguyện thật nhiều cho quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, cầu nguyện khách riêng các bệnh nhân. Cầu nguyện đối với con là quan trọng nhất, để rồi Chúa sẽ biết những gì chúng ta cần và Ngài sẽ ban cho tất cả chúng ta. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa trong sáng mùng 1 Tết. Xin cho chúng ta ghi nhớ nhé. Chủ đề lời Chúa ngày hôm nay là Chúa mời gọi chúng ta là đừng có lo lắng. Có lẽ là một trong những cái làm cho người ta khổ là bởi vì người ta lo lắng. Đối với cá nhân con là con cũng bị cái bệnh rối loạn lo âu này. Tức là lo riết rồi cái nó trở thành một cái rối loạn luôn. Thế thì người ta không được hạnh phúc là bởi vì người ta hay lo lắng. Người ta không có đạo đức là bởi vì người ta hay lo lắng. Thế thì với tin mừng ngày sáng ngày Chủ nhật này, xin cho chúng ta có một năm mới không có lo lắng. Tức là chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kỵ dựa vào Chúa. Bớt lo thì cuộc sống của chúng ta sẽ an nhiên, sẽ hồn nhiên, sẽ bình an, sẽ hạnh phúc hơn. Thế thì làm thế nào để khỏi lo lắng đây? Chúng ta lắng nghe lời Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết đừng lo lắng cho mạng sống. Chúng ta lo lắng cho mạng sống này, đau ốm bệnh tật khiến cho chúng ta lo lắng là bởi vì chúng ta lo lắng mạng sống. Còn vừa mới lắng nghe điện thoại của một cái chị đấy, chị bảo: Cha ơi, vô tình con đi
khám định kỳ thì bác sĩ người ta nghi ngờ là con có một cái khối u ở phổi, thế mà nhưng mà đã chắc chắn chưa con, mà họ mới đang nghi ngờ, nhưng mà bây giờ cận Tết quá thì họ nói con rằng là qua Tết thì họ sẽ đi xét nghiệm kỹ hơn để xem thế nào. Thế thì chị nói cha ơi, họ mới có nghi ngờ thôi mà con đã cảm. Kính thưa cộng đoàn, con kể tiếp cái chuyện mà cái chị đó chị nói chuyện với con ấy, tức là bác sĩ mới chỉ có nghi ngờ mà chị đã cảm giác như mà chị bị ung thư rồi. Chị bảo cha ơi, Tết năm nay coi như là con không có ăn Tết được nữa, bởi vì với cái tình trạng như thế này con lo âu lắm, con lo lắng lắm. Thế thì kính thưa cộng đoàn, lo lắng nó khiến cho người ta không thể nào bình an, không thể nào hạnh phúc được. Thế thì Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta đừng lo lắng cho mạng sống, tức là mạng sống của chúng ta trong tay Chúa. Con thì con cũng tập 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 cái điều này, sống chết trong tay Chúa, thì đã đến giờ Chúa gọi thì ở đâu cũng chết, mà Chúa chưa gọi thì nó thật xe có tông thì vẫn sống, nhưng mà Chúa đã gọi rồi. À, thế thì là trở lại cái việc của Chúa, trở lại cái chuyện của cái chị đó, chị gọi điện thoại đấy, chị nói là người ta mới có nghi ngờ mà con có cảm giác giống như là con bị ung thư rồi, người ta lo lắng về mạng sống nên là khi người ta đau ốm bệnh tật người ta rất là lo. Con thì con cứ tâm niệm với mình là không, sống chết trong tay Chúa, đã đến giờ Chúa gọi thì con nằm trên giường cũng chết, có ở nhà cũng chết, mà Chúa chưa gọi thì xe có tông có đụng hay là có ung thư thì cũng không chết là không chết. Con cứ phải nhẩm nhẩm cái điều đó để cho con xác tín hơn. À, con nó xác tín hơn, chứ còn có những lúc con ngộ lắm, nhiều khi con đang dâng lễ đi cái rồi nó nhói ở trong tim cái con nó chết rồi, không chừng mình bị đột quỵ. Thế thì Chúa nói với tất cả chúng ta là đừng lo lắng cho mạng sống nha. Cái thứ nhất, lấy gì mà ăn cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc, cái ăn cái mặc là cái nỗi lo quá trời lo của chúng ta. Mạng sống trọng hơn của ăn và thân thể trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt không tu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng, anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Tức là Chúa Giêsu nói đừng có lo cho mạng sống lấy gì mà ăn lấy gì, đừng có lo cái ăn cái mặc. Có lẽ là cái mạng sống nó còn quý hơn cái ăn cái mặc. Bình thường thì chúng ta cứ lo cái ăn cái mặc, nhưng mà có thể là cái linh hồn của chúng ta còn phải đáng lo lắng hơn. Thế nhưng mà Chúa nói với tất cả chúng ta hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo không gặt hay là hoa huệ ngoài đồng, thế mà Chúa vẫn lo lắng. Thật sự thì có thể ai đó nói với chúng ta là à cha nói như vậy phải không? Bây giờ không làm gì hết xem có gì ăn không? Đầy người nghèo đấy. Người nghèo là bởi vì người ta thất nghiệp, người ta không có cái gì làm, mà không làm thì lấy gì mà ăn. À, người ta sẽ nói với chúng ta như vậy. Thế nhưng mà chắc chắn là Chúa Giêsu cũng đã từng nói với tất cả chúng ta là hãy ra công làm việc. Nhiều người là muốn chết luôn mà vẫn cứ cứ lo cái ăn cái mặc. Nên là Chúa dựng nên tất cả chúng ta thì ai cũng phải làm việc. Nhưng làm việc thì làm việc, Chúa không muốn chúng ta là vừa làm vừa lo. Vừa làm vừa lo. Làm việc thì tất cả chúng ta đều phải lao động làm việc, vì đó là chúng ta làm thì mới có cái ăn, thì đó là cái công bằng. Thế nhưng mà chúng ta vừa làm vừa lo, làm đầu tắt mặt tối mà lo thì vẫn cứ lo. Thế thì chúng ta sống là phải làm việc thì cứ làm việc, giống như là con chim nó cũng phải đi tìm mồi vậy, con gà nó cũng phải đi bươi vậy đó, nhưng mà hỏi nó có lo lắng không thì chắc là nó không lo. Con gà nó đi bơi, con chim nó đi tìm mồi, nhưng mà hỏi nó lo thì chắc nó không lo. Thì chúng ta phải phân biệt ra hai cái, làm thì tất cả chúng ta sống thì phải làm việc, nhưng mà lo gọi lo cái ăn cái mặc thì chúng ta cũng không phải là quá lo ha, không phải quá lo. Giống như Tết nhất này nhiều người thì cứ phải chết rồi Tết này mặc cái gì làm cái gì được cứ lo, nhưng mà có những người thì bình thường có gì mặc nấy thì ta cũng chẳng lo. Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì, hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Nếu hoa huệ ngoài đồng nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp như thế thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Tức là Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh thế như là con chim. Đấy. À, nó cũng đâu có thu tích, nó đâu có ngân hàng, đâu có thẻ ngân hàng gì đâu, à, mà nó không có chết đói đâu. Hay là cái hoa huệ ngoài đồng, người ta nó cũng chẳng có tài khoản, nó cũng chẳng có kho báu mà. À,
Thế nhưng mà như con đã chia sẻ với quý ông bà và anh chị em đó, làm người thì chúng ta phải làm việc, giống như chim nó cũng phải đi tìm mồi, hoa huệ thì cái rễ nó cũng phải bấu vào, cắm vào đất để nó tìm nước. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình thường, sống là phải làm việc là cái chuyện bình thường. Okay. Nhưng cái điều mà Chúa muốn tất cả chúng ta là làm việc thì cứ làm việc, nhưng đừng có lo lắng ăn gì mặc gì, sao cũng được, ăn gì cũng được, mặc gì cũng được. À, thế thì chúng ta nhẹ nhàng hơn, thì mà nhẹ nhàng như vậy thì chúng ta cũng có khả năng chia sẻ nhiều hơn. Có lẽ là chúng ta phải nài xin Chúa cho chúng ta cái điều này, đừng quá quan trọng, quá coi trọng ăn gì mặc gì ở đâu, để cho chúng ta nhẹ nhàng đi. À, và rồi chúng ta cũng thoải mái hơn. Chính khi mà phải cái này thì mới ăn, cái kia thì không ăn, chỗ này thì mới ở, chỗ kia thì không được. Thật sự đối với anh em chúng con trong nhà dòng cũng vậy, nhiều khi ở trong nhà dòng á, nó cũng bình yên, nó cũng quen nha. Nhiều khi đi về nhà cái nó ồn ào quá, nhiều lúc con nói thôi về nhà cũng là một hy sinh. À, về nhà để sống với gia đình, rồi ngủ với anh với em với chị với bầu khí gia đình, để mình biết cái gia đình, rồi cuối cùng mình thấy là nhà dòng cũng được mà về nhà cũng được, ở thành phố cũng được, ở nhà quê cũng được. Chúng ta không quá qua coi trọng những cái chuyện đó. Nó có, chính cái điều này làm cho chúng ta cũng chẳng phải lo ăn gì mặc gì ở đâu, thoải mái ha. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi ta sẽ ăn gì uống gì hay mặc gì đây. À, cái ăn cái mặc cái uống ngày hôm nay thì người ta cứ quan trọng cái ăn cái mặc cái uống này, những cái nhà cái cửa vân 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 vân, tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Những người không có đạo, những người không có niềm tin, người ta cũng tìm kiếm cái ăn cái mặc cái nhà cái cửa, cái công danh cái sự nghiệp. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó. À, Chúa Giêsu nói tức là Chúa biết rõ chúng ta cần ăn, cần mặc, cần ở, cần nhà, Chúa biết rõ. À, những cái thứ đó, nhưng mà Chúa không muốn chúng ta là quá lo lắng cho cái những cái điều đó. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp là trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Ngày đầu năm Chúa muốn tất cả chúng ta đừng có quá mất quá nhiều thời gian để mà lo lắng cái ăn cái mặc cái nhà cái cửa, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Đây là một cái điều chúng ta nhớ nha. Chúa muốn tất cả chúng ta trước tiên hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ khác người sẽ thêm cho. Đây cũng là cái điều tuyệt vời. À, trưa hôm nay thì con được một ông chủ muốn mời ăn cơm. À, thì ông nói cha nó thật, ngày xưa vợ chồng con cũng vất vả lắm, thế nhưng mà từ ngày cha mời chúng con ra làm việc, à, con thấy rằng là con nhiều khi đấy Tết nhất này, Noel này là nhiều khi không đi cả ngày, đấy công việc của con đó, cũng đâu có bao nhiêu, thế nhưng mà gia đình con vẫn sống. Gia đình con vẫn sống. À, có lẽ trước đây thì con cứ mong sung túc mua nhà mua cửa thêm, nhưng mà từ khi làm việc thì con mong ước cái điều khác, con mong vợ chồng chúng con là sống thánh thiện, sáng đi lễ, con cái của chúng con sống đạo đức. À, nó khác. Ngày xưa thì con mong mong nhà mong cửa mong tiền mong bạc mong hơn người này hơn người kia, chính cái điều đó làm cho chúng con vất vả và lo âu. Nhưng mà bây giờ thì con cảm thấy rằng là mong phục vụ Chúa thì như vậy là được rồi, nhà như vậy là được rồi, ăn mặc như vậy là được rồi. Con thấy là đây cũng là cái điều tuyệt vời ha. Thế thì với bài tin mừng của ngày đầu năm mới, Chúa muốn chúng ta hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta đừng có coi trọng quá về cái chuyện ăn gì mặc gì ở đâu làm gì. Ngày xưa nói thật với quý ông bà và anh chị em nhé, con sinh ra trong gia đình nghèo mà con ngại, con không dám mời các cha các thầy về thăm gia đình mình, ngại. Thế nhưng mà bây giờ thì tự động nó đỡ hơn, bảo hết thì cũng không hẳn, nhưng mà nó đỡ hơn, nó có một phần là gia đình mình dần nó cũng cũng đỡ hơn một chút. Thế nhưng mà thật sự thì mình cũng cũng bớt đi, cũng không quá quan trọng cái chuyện là nhà giàu nhà nghèo hay là ăn gì mặc gì và thậm chí là giỏi hay dở nữa. Khi mà đã ngoài 50 rồi thì tự động nó cũng bớt đi, hay là khỏe hay yếu nữa. Nhưng mà đúng là lúc lúc này thì mình cũng cầu mong cái tốt lành, cái đạo đức thôi. Đấy là cái ý thứ nhất. Trong ngày đầu năm mới, Chúa muốn chúng ta là đừng quá lo lắng về cái chuyện cái ăn cái mặc, ăn gì mặc gì ở đâu. Chúa thừa biết chúng ta cần những thứ đó, Chúa thừa biết chúng ta cần những thứ đó. Rồi ý thứ hai, trong ngày đầu năm mới Chúa nhắc nhở tất cả chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người.
Cứ tìm Chúa, cứ sống công chính theo đường lối của người. Cứ tìm kiếm Chúa, cứ sống theo đường lối của người. Thì còn những cái thứ kia, ăn gì, mặc gì, ở đâu, thì Chúa sẽ ban cho. Nói thật, Chúa không ban cho thì vất vả cả đời, thì cũng chẳng hay đấy. Chúng ta đang sống trong cái thời đại mà những cái đại gia là sụp tanh bành hết. Sụp tanh bành hết. Chúa không ban cho thì có vất vả cũng là uổng công. Vì thế trong ngày đầu năm mới, Chúa tha thiết. Thứ nhất, Chúa biết chúng ta quá lo lắng về cái ăn, cái mặc, cái nhà, cái cửa, cái công danh, cái sự nghiệp. Chúa biết chúng ta quá lo lắng cái chỗ đó. Nhưng điều Chúa muốn chúng ta hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và những thứ kia Chúa ban cho. Vì Chúa dựng nên chúng ta thì làm gì Chúa không biết chúng ta cần ăn. Chúa dựng nên chúng ta làm gì Chúa không biết chúng ta cần mặc, cần nhà, cần cửa. Nhưng cứ tìm kiếm nước Thiên Chúa đi rồi những thứ kia Chúa ban cho. Thứ nhất là Chúa ban cho chúng ta không tham lam nữa này. Chính bởi tham lam mà chúng ta khổ. Chúa ban cho chúng ta không có tham lam. Chúng ta ở cái nhà bình thường chúng ta không hạnh phúc. Người ta mong cái nhà lầu xa hơi mà người ta không được nhà lầu xa hơi người ta mới cực kia cả. Người ta cảm thấy là thôi anh nhà lầu thì anh cứ ở nhà lầu, tôi nhà lá tôi ở nhà lá. Cái điều tôi mong đó là cái đời sống đạo đức chứ tôi có đâu có phải tôi mong nhà lầu xa hơi đâu. Thế thì Chúa không muốn chúng ta quá lo về cái chuyện ăn gì mặc gì vì Chúa quá biết. Nhưng Chúa muốn chúng ta trong năm mới này hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn những thứ khác người sẽ ban cho. Còn những thứ khác người sẽ ban cho. Có một cái câu thánh vịnh mà con thuộc lòng luôn nhé. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính nào bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Thế thì những người sống công chính thì chẳng phải đi ăn mày thiên hạ bao giờ. Chỉ có những kẻ tội lỗi thì lên voi xuống chó thôi. Chứ còn những người công chính thì được bình an. Thế thì chúng ta ghi nhớ lời Chúa. Lễ rồi trời ơi, mặc đầm mặc xếp chạy chuốt rồi mất quá nhiều thời gian. Đi lễ có 1 tiếng mà trang điểm hết cả 2 tiếng. Đừng có quá lo lắng cái chuyện đó, chúng ta sạch sẽ vừa phải là được rồi. Cái điều mà chúng ta quan tâm đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Thế thì quý ông bà và anh chị em nhớ nha, chính khi chúng ta tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người thì Chúa cũng giải thoát cho chúng ta khỏi những cái lo lắng ăn gì, mặc gì, ở gì. Cố gắng tất cả chúng ta cùng nhau tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn những thứ kia Chúa sẽ ban cho, mà nhất là Chúa không để cho chúng ta chạy theo thói đời. Chúa không để chúng ta chạy theo thói đời. Một lần nữa con xin được gửi lời cầu chúc tốt đẹp đến tất cả quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em mà dựa vào lời Chúa ngày hôm nay. Còn vào sáng ngày mùng 1 Tết, con xin được chúc đến quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em trong năm mới 2024 biết dành thời gian, công sức tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những cái phúc lộc khác thì khi chúng ta tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ ban cho. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.